Vâng ạ, thưa quý vị, và trước khi mà quý vị đến với những giai điệu âm nhạc thì ngay sau đây quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương trình chính thức trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ với nhiều màu sắc khác nhau đã làm cho buổi tối ngày hôm nay thêm rộn ràng và tươi vui. Và giờ đây chương trình ca nhạc của chúng ta sẽ còn rất nhiều ở phía sau nữa. Những tiết mục hấp dẫn sẽ chờ đợi tất cả quý vị để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ đây, trước khi tiếp tục chương trình văn nghệ thì chúng tôi xin được trân trọng thông báo sau đây, chương trình lễ khai mạc chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền sẽ được phép bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, và thưa quý vị đến tham dự chương trình lễ khai mạc hội hoa Tết Xuân Quý Mão tại Bình Điền trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị các sự hiện diện của những vị đại biểu, những vị khách quý. Về phía lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Bùi Xuân Cường, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, về phía lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Trần Phượng Trân, thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị ông Ngô Thanh Sơn, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Phương, phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị phó trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân, bà Trương Lê Mỹ Ngọc. Thưa quý vị, về phía lãnh đạo quận 8, xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Ngọc Quốc Thuận, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận 8. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị đại tá Lê Văn Quýt, thành ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng công an quận 8. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Tùng, phó bí thư quận ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8. Kính thưa quý vị, về phía đại diện các địa phương tham gia kinh doanh chợ hoa, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đảm, bí thư huyện ủy huyện Chợ Lách, Bến Tre. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Truyền, chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Kính thưa quý vị, về phía tổng công ty thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sacha, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Sacha. Và xin được trân trọng giới thiệu phó bí thư đảng ủy, tổng giám đốc Sacha, ông Lâm Quốc Thành. Cùng các thành viên ban thường vụ đảng ủy, hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm và lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Sacha, và đặc biệt là sự hiện diện của các cô chú anh chị nguyên lãnh đạo Sacha qua các thời kỳ, chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón. Thưa quý vị, về phía công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Thành Tân, đảng ủy viên Sacha, bí thư đảng ủy, giám đốc công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền. Vâng, thưa quý vị, để có được chợ hoa xuân Bình Điền với quy mô ngày càng mở rộng như hiện nay, ngoài sự nỗ lực của tổng công ty thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên và sự tham gia nhiệt tình của các nhà vườn, còn có sự đồng hành của các đơn vị thành viên thuộc Sacha, thay mặt ban lãnh đạo Sacha và ban tổ chức chợ hoa, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn ban điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia hay chương trình Việt Nam và nhiều đơn vị khác đã nhiệt tình hỗ trợ tham gia các hoạt động của chúng tôi tại chợ hoa ngày hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị đã có mặt trong chương trình này. Đây, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lâm Quốc Thành, phó bí thư đảng ủy, tổng giám đốc Sacha sẽ lên phát biểu khai mạc chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền. Xin được trân trọng kính mời ông, và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ông. Kính thưa ông Bùi Xuân Cường, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, kính thưa quý vị lãnh đạo thành phố, quý vị khách mời cùng toàn thể bà con thương nhân, nhà vườn. Hôm nay, Tổng công ty thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên vui mừng chào đón quý vị tham dự lễ khai mạc chợ hoa Quý Mão 2023 tại khu thương mại Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
với chủ đề Xuân An Vui, Xuân Thịnh Vượng. Kính thưa quý vị, chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền là một trong các chợ hoa Tết cấp thành phố. Đây là lần thứ 9 chợ hoa được tổ chức từ 13 tháng Giêng đến trưa 21 tháng Giêng năm 2023, tức 22 đến 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Chợ hoa được tổ chức nhằm tạo thêm điểm kinh doanh hoa Tết thuận lợi cho nhà vườn không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn đến từ các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, hợp tác xã Tân Quy Đông thuộc thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Đây cũng là điểm du xuân cho người dân, đặc biệt là cư dân khu vực vùng ven phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích 12.000 m2 được chia thành 282 lô thuộc 5 cụm cho các nhà vườn. Ngoài loại hoa xuân truyền thống, còn có nhiều loại hoa độc đáo như bông giấy đổi màu theo ánh sáng, cúc mâm xôi, cam lửa, vân vân, mang đến một không gian rực rỡ màu sắc, tương tự các năm trước với chủ trương khuyến khích bà con nhà vườn tham gia nhiệt tình. Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền tiếp tục miễn tiền thuê điểm bán, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà vườn gửi lại hàng hóa và chỉ cần trả mặt bằng trước ngày 27 tháng Giêng. Tham quan chợ hoa, quý khách sẽ được thưởng lãm nhiều tiểu cảnh ấn tượng và đặc sắc, đặc biệt là khu vực ở ngay bến cặp tàu để có những tấm hình kỷ niệm độc đáo tươi sáng dịp xuân hè. Xin về, trẻ em sẽ được tham quan miễn phí tại khu vui chơi thiếu nhi với nhiều trò chơi dân gian cùng quà tặng hấp dẫn. Bên cạnh đó, quý khách còn được phục vụ âm nhạc ngoài trời hàng đêm từ 26 đến 29 tháng Chạp, mua sắm các sản phẩm thiết yếu, thực phẩm chế biến, giỏ quà Tết, đặc sản phương Nam và trái cây chưng Tết với giá cạnh tranh thông qua sự tham gia của các đơn vị thành viên SATA. Kính thưa toàn thể quan khách, thay mặt ban lãnh đạo tổng công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành thành phố, ban quản lý khu Nam, lãnh đạo quận 8, huyện Bình Chánh, phường 7, quận 8, cùng lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Sa Đéc, Đồng Tháp luôn quan tâm hỗ trợ để chợ hoa Bình Điền năm 2023 được tổ chức chu đáo nhất. Xin cảm ơn các nhà vườn, các đối tác, thương nhân chợ Bình Điền đã tham gia ủng hộ, góp phần vào sự thành công của chợ hoa. Cảm ơn các cơ quan báo chí đã đến dự và đưa tin trước, trong và sau lễ khai mạc này. Chào đón xuân mới. Thay mặt ban lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, tôi trân trọng gửi đến quý vị và gia đình lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Chúc bà con thương nhân mua may bán đắt, vạn sự hanh thông. Tôi xin tuyên bố khai mạc chợ hoa Xuân Bình Điền năm 2023. Xin cảm ơn các. Cảm ơn ông Lâm Quốc Thanh. Kính thưa quý vị, và để cho chợ hoa Tết cũng như là chương trình ngày hôm nay được diễn ra tốt đẹp thì Ngọc Thủy cũng như là Minh Hưng xin được thay mặt những người thực hiện chương trình rất là cảm ơn quý lãnh đạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiểu thương được mua bán cũng như là anh chị em nghệ sĩ chúng tôi có dịp được biểu diễn phục vụ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đảm, Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Lách, Bến Tre, đại diện chính quyền địa phương tham gia hội chợ hoa xuân sẽ lên phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Và xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ông. Đây là chân yếu. Kính thưa đồng chí Bùi Xuân Cường, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ngành thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ban lãnh đạo tổng công ty thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn thành viên SATA, kính thưa ban lãnh đạo công ty quản lý kinh doanh chợ Bình Điền, thưa toàn thể quý đại biểu, lời đầu tiên thay mặt cho huyện ủy, ủy ban dân huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo quận ủy, ủy ban dân quận 8, đảng ủy, ủy ban dân phường 7 thành phố Hồ Chí Minh
ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn thành viên SATA, Công ty Quản lý Kinh doanh chợ Bình Điền đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà vườn của huyện Chợ Lách được tham gia chợ hoa xuân Bình Điền trong các năm vừa qua. Và năm nay, Tết Quý Mão năm 2023 là năm thứ 9 các nhà vườn của huyện Chợ Lách tham gia chợ hoa xuân Bình Điền do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn thành viên SATA tổ chức. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý đại biểu, huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre là một trong 4 huyện thuộc dải Cù Lao Minh nằm giữa hai con sông Cổ Chiên và Hàm Luông trong hệ thống sông Tiền thông ra biển Đông với tổng diện tích đất tự nhiên là 16.906 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 11.514 ha. Chợ Lách là một huyện thuần nông, đất đai phù sa bồi đắp, thích hợp trồng các loại cây ăn trái, cây giống và hoa kiểng. Thế mạnh của huyện Chợ Lách là trồng cây ăn trái, sản xuất cây giống và hoa kiểng đa dạng với chất lượng cao, chiếm hơn 90% tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện. Riêng về mặt hàng hoa kiểng, hàng năm vào dịp Tết cổ truyền, người dân Chợ Lách đã cung ứng từ 8 đến 10 điều sản phẩm được tiêu thụ tại các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu. Từ đó khẳng định được thương hiệu của các loại hoa nở, hoa kiểng, bonsai có xuất phát từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Vì vậy, theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách luôn làm cầu nối tìm kiếm thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sản xuất kinh doanh hoa kiểng, tiêu thụ, quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của huyện mình, là dịp để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư và phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa, mẫu mã để đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Thưa các đồng chí, qua 8 năm tham gia xây dựng, tham gia tại chợ Hoa Xuân, chợ Bình Điền, từ Tết Giáp Ngọ năm 2014 đến Tết Tân Sửu năm 2021, ban đầu chỉ có đơn vị xã Vĩnh Thành, sau đó từng năm đã nhân rộng cho các xã có thế mạnh về cây kiểng cùng tham gia như là xã Long Thới, Vĩnh Hòa, Phú Sơn, Tân Thiền và Hưng Kinh Trung B. Trong các đợt tổng kết của huyện Chợ Lách về việc tham gia các chợ hoa Tết hàng năm của bà con huyện nhà tại các tỉnh thành trong cả nước, chúng tôi đều có chuyên đề riêng về chợ hoa xuân Bình Điền và được tất cả bà con đều đánh giá rất cao. Chợ hoa Tết Bình Điền đã để lại ấn tượng lớn trong lòng người dân Chợ Lách là sự chăm chút đầu tư và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cả hệ thống đèn điện nước đầy đủ, an ninh trật tự được đảm bảo, hỗ trợ các dịch vụ tiện ích như bốc xếp, vận chuyển, khu dịch vụ trò chơi dân gian, nhà vệ sinh v.v. đã tạo nên sự phấn khởi, an tâm cho người tham gia kinh doanh tại chợ cũng như khách tham quan, thưởng lãm và mua sắm. Huyện ủy, ủy ban dân huyện ghi nhận sự nhiệt tình chu đáo từ ban lãnh đạo đến nhân viên ban tổ chức chợ hoa, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà vườn đến mua bán hoa kiểng tại khu vực chợ hoa Bình Điền, bố trí phân lô hoa hợp lý, tạo điều kiện cho nhà vườn trưng bày giới thiệu bán hàng và sự thân thiện thăm hỏi động viên của các anh chị em quản lý, tạo cho bà con nhà vườn sự an tâm gắn bó thực sự như là đại gia đình. Kính thưa quý đại biểu, chợ hoa Tết Bình Điền được tổ chức trên diện tích rộng, thông thoáng, giới thiệu được nhiều loại hoa cây kiểng như màu sắc có nhiều vùng khác nhau và có thế mạnh về hoa kiểng của phía Nam, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với trách nhiệm tìm đầu ra cho sản phẩm của bà con huyện Chợ Lách nên hàng năm chúng tôi đã tham gia nhiều chợ hoa Tết khắp cả nước, nhưng có thể khẳng định rằng chợ hoa Tết Bình Điền với quy mô tổ chức lớn khu vực phía Nam và cả nước, tạo điểm nhấn không gian bằng những tiểu cảnh trang trí đẹp. Đây là chợ hoa Tết được xây dựng theo hướng cổ truyền, văn minh, mỹ quan và chắc chắn sẽ là điểm quen thuộc cho bà con các nơi đến tham quan mua sắm khi mỗi độ xuân về. Bên cạnh đó, huyện Chợ Lách nhận thấy rằng đến với chợ hoa Tết Bình Điền, người dân và du khách không chỉ được tham quan mua sắm các loại hoa kiểng trong nước hoặc nhập khẩu mà có thể mua các sản phẩm khác của công ty thành viên SATA, đặc biệt là các mặt hàng chất lượng mang tính đặc trưng nổi bật của chợ đầu mối Bình Điền như các loại trái cây, tôm khô, khô cá sặc, khô cá kèo, khô cá lóc v.v. phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân nhân dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, công ty và chợ còn thể hiện tính nhân văn của chợ hoa là tổ chức chương trình buổi cơm bao no đủ chất dinh dưỡng với giá rất rẻ để phục vụ cho bà con nhà vườn. Đây là những điểm sáng mà chúng tôi đã cảm nhận được tại chợ hoa Tết Bình Điền mà nhiều chợ hoa xuân khác không có. Chính vì lý do đó, trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, tiếp tục được sự quan tâm của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên SATA, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền đã hỗ trợ hơn 190 lô cho các hộ dân của các xã của huyện Chợ Lách bán hoa kiểng tại chợ hoa xuân Bình Điền với các sản phẩm chủ yếu như mai vàng, bonsai, bông giấy,
kiển xanh, tắc kiển, các loại cúc, dạng thọ. Trong đó có cả khu vực để đậu ghe, thuyền, tái hiện hình ảnh trên bến dưới thuyền của làng quê Nam Bộ. Thay mặt huyện ủy, ủy ban nhân huyện, các hộ bán hoa kiển, chợ lách, xin chân thành cảm ơn lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân quận 8, đảng ủy, ủy ban nhân phường 7 thành phố Hồ Chí Minh, ban lãnh đạo tổng công ty thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sata, công ty quản lý kinh doanh chợ Bình Điền đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân được tham gia chợ qua Tết Bình Điền Quý Mão năm 2023. Qua đây tạo mối quan hệ thân thiện và trách nhiệm hợp tác giữa công ty với các hộ dân của chợ lách. Tôi yêu cầu bà con phải chấp hành tốt các cái quy định, sự hướng dẫn của công ty chợ và giữ vệ sinh chung, buôn bán cạnh tranh lành mạnh, giá cả hợp lý, phát huy truyền thống làng nghề hoa kiển chợ lách Cái Mơn. Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý đại biểu, trong không khí hân hoan chào đón xuân Quý Mão năm 2023, thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện chợ lách, xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng bà con tham gia chợ hoa Tết năm mới nhiều sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc chợ hoa Tết Bình Điền năm 2023 tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn mới và nhiều hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và giờ đây liên tục chương trình xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Nhật, tổ phó nhà vườn huyện Mỏ Cày Bắc Bến Tre, sẽ đại diện nhà vườn lên sân khấu phát biểu. Trân trọng kính mời ông, và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ông. Trước hết, thay mặt cho toàn thể bà con tham gia chợ hoa Tết Bình Điền, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Công ty chợ Bình Điền đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho chúng tôi tham gia chợ hoa Tết nhiều năm qua. Trước đây, chúng tôi cũng đã tham gia nhiều chợ hoa Tết do tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thì gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Nhưng khi về chợ hoa Tết Bình Điền trong những năm qua, với kinh nghiệm của nhà vườn, thì chúng tôi nhận thấy việc tham gia nơi đây để trưng bày và kinh doanh hoa kiển dịp Tết là sự lựa chọn giá quá đúng. Vì chợ hoa rất tốt, thân thiện, thuận lợi cho việc buôn bán của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên từ miền quê, cuộc sống phụ thuộc vào nghề cây kiển, một năm làm việc vất vả. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến, chúng tôi được tạo điều kiện lên đây vừa buôn bán, vừa hưởng thức được một không khí đón xuân của thành phố. Đó là niềm vui, phấn khởi của mỗi chúng tôi. Đây là năm thứ 9, và tôi rất nhiều nhà vườn khác tham gia chợ hoa Tết Bình Điền ở đây. Chúng tôi được ban tổ chức quan tâm và hỗ trợ rất nhiều, hướng dẫn tận tình, chúng tôi buôn bán rất tốt, cũng rất yên tâm và không có trường hợp sinh điểu, vệ sinh sạch sẽ, đường xá thông thoáng, bốc xếp vận chuyển hàng hóa rất tốt. Và đặc biệt tại đây có số người ra vào để mua sắm rất đông, và chắc chắn là khi đã vào chợ hoa là sẽ mua hoa và cây kiển. Thậm chí chiều tối 30 Tết chúng tôi vẫn bán được hàng. Với hoạt động nhiều năm gắn liền với như vậy, chúng tôi chắc chắn rằng chợ hoa Tết Bình Điền năm nay sẽ được thắng lợi. Chúng tôi rất mong các lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Công ty chợ Bình Điền tiếp tục giúp đỡ chúng tôi qua buôn bán và cây kiển tại đây. Chúng tôi xin cam kết luôn chấp hành tốt theo quy định, sự hướng dẫn của công ty chợ, giữ vệ sinh chung và bán cạnh tranh lành mạnh, giá cả hợp lý, phát huy truyền thống lành nghề hoa kiển huyện Mỏ Cày Bắc nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung. Cuối cùng, xin thay mặt cho bà con nông dân tham gia chợ hoa Tết, kính chúc các ông bà lãnh đạo, quý đại biểu và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Minh Nhật, và thư chúc cho quý bà con tiểu thương năm nay sẽ có một mùa xuân sung túc và ấm no, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, sau nhiều năm tổ chức thì hội hoa xuân Bình Điền được xem như một nét văn hóa mà thường niên được tổ chức tại đây, là nơi để cho các tiểu thương cũng như các nhà vườn có cơ hội được quảng bá doanh nghiệp của mình, cũng như là các tác phẩm của mình, các giống cây của mình đến đông đảo với bà con hơn. Và chúng tôi
tin rằng đây sẽ là một nơi giúp cho các nhà vườn, nhà nông của chúng ta sẽ phát triển mạnh hơn trong thời gian sắp tới nữa nếu chúng ta tổ chức. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời quý vị có tên sau đây sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc chương trình Chợ Hoa Tết Quý Mão năm 2023 tại khu thương mại Bình Điền. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu, quý vị khách quý cùng đến sân khấu để thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Chợ Hoa Tết Quý Mão 2023 tại khu thương mại Bình Điền. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 8. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng kính mời quý ông bà di chuyển lên sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc ạ. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đảm, Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Lách, Bến Tre. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sa Tra. Xin trân trọng kính mời ông Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sa Tra. Và trân trọng kính mời ông Phan Thành Tân, Đảng ủy viên Sa Tra, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền. Chúng tôi xin được mời các vị đại biểu chúng ta vui lòng tiến về khu vực băng khai mạc và chúng ta chuẩn bị thực hiện nghi thức ngày hôm nay. Sau khi Minh Hưng cũng như là Ngọc Thủy, Hồ Bà Thiến Đếm ạ. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là giây phút thiên thời để lời nhân hòa, chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc lễ khai mạc Chợ Hoa Xuân Bình Điền 2023. Và xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Minh Hưng và Ngọc Thủy chúng ta đếm ngược để đến với nghi thức cắt băng khai mạc. Thưa quý vị, nào xin mời 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, trên sân khấu là lệnh các vị đại biểu chúng ta đang cùng nhau cắt băng khai mạc lễ khai mạc Chợ Hoa Xuân Bình Điền 2023 Xuân Quý Mão. Xin chúc mừng, xin chúc mừng Chợ Hoa Tết Bình Điền thành công rực rỡ. Chúc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, chúc Chủ Hạ và Công ty Sa Tra một năm mới thành công và phát triển bền vững. Và chúc cho quý tiểu thương Chợ Hoa Tết một năm bội thu. Vâng ạ, chúng tôi xin được cảm ơn các vị đại biểu trên sân khấu, xin được chúc mừng cho các tiểu thương. Các nhà vườn của chúng ta sẽ có một năm mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu. Chạy vậy.